chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với những tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, kéo theo sự phát triển của đời sống kinh tế là sự bùng nổ của mạng xã hội. Đó cũng là nguyên nhân chính của những tin đồn, tin giả thất thiệt thuộc nhiều lĩnh vực cá nhân ngày càng tràn lan trên thế giới ảo. Mới đây nhất, thông tin nghệ sĩ nhân dân công lý qua đời vừa lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều khán giả mến mộ bắt đầu của táo quân không khỏi hoang mang nghệ sĩ nhân dân công lý qua đời bức xúc thôi chưa đủ với diễn xuất nhập vai từ bi ai đến dí dỏm hài hước nghệ sĩ nhân dân công lý được nhiều khán giả yêu mến tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với vài bắt đầu trong series chương trình gặp nhau cuối tuần táo quân trong gần 20 năm qua gần đây nghệ sĩ nhân dân công lý còn để lại ấn tượng cho các phim truyền hình hướng dương ngược nắng những cô gái trong thành phố mê cung hoa hồng trên ngực trái hương vị tình thân là nghệ sĩ nổi tiếng mới đây mạng xã hội lan truyền thông tin nghệ sĩ nhân dân công lý qua đời khiến công chúng ngỡ ngàng bàng hoàng có trang mạng xã hội loan tin thực hiện ca mổ hiến nội tạng theo tầm nguyện cuối cùng của diễn viên công lý vì tình trạng nguy kịch không thể cứu chữa hoặc cả đời anh cống hiến cho nghệ thuật mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người đến lúc ra đi anh chỉ ích kỷ xin giữ riêng lại cho mình đôi mắt để nhìn thấy sự trưởng thành và thành công của vợ con đây là tầm nguyện cuối cùng của anh Đón nhận những thông tin trên, gia đình và bạn bè nghệ sĩ nhân dân Công Lý rất bức xúc vì nam nghệ sĩ vẫn đang có sức khỏe ổn định, tinh thần vui vẻ sau thời gian điều trị tại bệnh viện và trở về nhà hồi cuối tháng 10 năm 2021. Ngọc Hà, vợ trẻ kém nghệ sĩ nhân dân Công Lý 15 tuổi bức xúc cho biết: "Đây không phải lần đầu bắt đầu dính những tin đồn về sức khỏe. Từ khi nghệ sĩ nhân dân Công Lý nằm viện khi bị ngã ở nhà đến khi điều trị ra viện, rất nhiều lời đồn thất thiệt về Công Lý" ảnh hưởng đến bản thân nghệ sĩ cũng như người thân. Với tin đồn, nghệ sĩ nhân dân công lý qua đời trên mạng xã hội mới đây, chị Ngọc Hà khẳng định đó là những thông tin câu vưu rẻ tiền, tin đồn sai sự thật. Người đang sống khỏe mạnh vui vẻ thì bị những tin đồn thất đức, chị Ngọc Hà khẳng định. Tôi mong mạng xã hội sẽ thanh lọc để không có những thông tin đồn thất thiệt như vậy, ảnh hưởng tới không chỉ chồng tôi mà còn nhiều nghệ sĩ khác nữa. Đồng thời cũng hy vọng những người tham gia mạng xã hội hãy tỉnh táo để không bị những tin rác đánh lừa. rất nhiều đồng nghiệp của nghệ sĩ nhân dân công lý cũng tỏ ra giận dữ trước thông tin bắt đầu qua đời lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. ca sĩ lệ quyền bức xúc, sao con người lại khốn nạn với nhau như vậy nhỉ? á hậu thị vân cảm thán, trời ơi không còn từ nào để nói nữa, Ức thật. ca sĩ minh quân người từng tham gia táo quân với nghệ sĩ nhân dân công lý bày tỏ cảm xúc tức giận và cho biết. Mấy trang tin giác bẩn này lại rất đông người đọc thế mới lạ, đáng sợ. em suy Thảo Vân, vợ cũ nghệ sĩ nhân dân Công Lý khi biết thông tin thất thiệt về người cũ cũng không biết phải dùng từ gì nữa để giải tỏa hết những cảm xúc của mình. Nghệ sĩ nhân dân Vân Dung thì ngắn gọn, cái gì vậy trời, cạn lời. Như vậy, cộng đồng mạng và người hâm mộ nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã có thể yên tâm rằng tin đồn Công Lý qua đời chỉ là tin giả. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tập trung chăm sóc sức khỏe sau sự cố ngã tại nhà riêng và hứa hẹn sẽ trở lại màn ảnh trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, Công Lý chỉ là một trong số ít nghệ sĩ dính phải những tin giả như thế này. Nhẹ thì tin đồn bệnh tật, mắc Covid, nặng hơn là những tin đồn qua đời hay bị công an truy tố. Trước tin đồn Công Lý qua đời, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt cũng là nạn nhân tương tự. Có thể kể đến nhạc sĩ Trần Tiến, danh ca Khánh Ly, ca sĩ Cẩm Vân, Phan Đình Tùng, Nhật Kim Anh, danh hài Thúy Nga, Hoài Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lại Văn Sâm, Xuân Hinh, Cát Phượng, Quyền Linh, Xuân Hinh. Những nghệ sĩ này đều bị đồn qua đời trên mạng xã hội, nhưng thực tế họ vẫn sống khỏe mạnh, vẫn tham gia lĩnh vực nghệ thuật bình thường. Mới đây nhất là MC Quyền Linh khi anh đã dính vào tin đồn bản thân và con gái bị mắc Covid-19, hiện đang điều trị thở máy. Trước những thông tin sai lệch về bị nhiễm Covid-19 phải thở máy, MC Quyền Linh đã chính thức lên tiếng. Nam MC thẳng thắn Nói gì tôi cũng được, nhưng xin đừng đụng đến các con tôi, chừng nào dương tính tôi sẽ báo với mọi người. Trong livestream mới nhất, Quỳnh Linh cho biết có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm chia buồn với mình về thông tin anh đang mắc COVID-19, thậm chí các trang mạng xã hội còn tung tin anh đang phải thở máy. Trước những thông tin sai lệch này, ông Mai của chương trình Bạn muốn hẹn hò đã livestream để trực tiếp đính chính. Đồng thời quyền linh mong người đăng tải thông tin sai sự thật nên xem lại khi đưa con gái của nam mc vào ồn ào này quyền linh cũng chia sẻ thêm tôi không khét gì người đó đâu nhưng tôi xin chia sẻ rằng muốn viết gì thì phải có tâm xíu bên cạnh đó quyền linh mong cơ quan chức năng có thể ngăn chặn việc đăng những tin đồn sai trái này anh tâm sự mình vì cuộc sống của mình mà nói xấu người ta đăng tin như vậy thì đau lòng lắm tôi live stream để mọi người thấy tôi vẫn bình an mình được thở như vậy là hạnh phúc rồi cả nhà. Trước đấy, danh hài Hoài Linh đã liên tiếp vướng vào rất nhiều tin đồn lùm xùm không đáng có. Gần đây nhất là thực hư vụ việc Hoài Linh được em trai ruột bí mật đưa qua Mỹ. Ca sĩ Dương Triệu Vũ là em trai ruột của Hoài Linh, thông báo đang trên chuyến bay rời Việt Nam sang Mỹ. Anh còn tiết lộ đã 2 năm chưa sang xứ sở cờ hoa nên rất hào hứng với chuyến đi lần này. Lập tức cư dân mạng đưa ra nhiều bàn luận về chuyến đi của Dương Triệu Vũ thậm chí nhiều người còn đồn thổi anh đã bí mật đưa anh trai Hoài Linh đi cùng sau ồn ào của nam danh hài liên quan đến hoạt động từ thiện tại miền Trung và bị Bộ Công an giả soát tiền từ thiện. Dương Triệu Vũ cho biết nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin Việt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. Dương Triệu Vũ chia sẻ thêm, anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Hoài Linh. Mong mọi người đến tỉnh táo trước những tin đồn trên mạng xã hội. Trước đó, Võ Lê Thành Vinh, con trai ruột của Hoài Linh cũng bác tin anh đã bí mật đưa bố qua Mỹ. Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng không thoát khỏi bàn tay cộng đồng mạng khi dính vào tin đồn qua đời tại nhà riêng vì bệnh đột quỵ. Nghệ sĩ cho biết sáng cùng ngày, anh dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà hát treo Việt Nam cùng đồng nghiệp thì bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi hỏi thăm. Anh bức xúc, sao lại có thể đồn ác như vậy? Từ nhỏ đến giờ, tôi hiếm khi phải dùng thuốc, hiện tôi vẫn khỏe. Trên trang cá nhân, ca sĩ Đình Hiển Anh, đồng nghiệp thân thiết của Xuân Hình cũng xác nhận, tin anh Hình đột quỵ hay mất đều chỉ là tin nhảm thôi nhé mọi người. Trước Xuân Hình, nghệ sĩ Trần Tiến, ca sĩ Khánh Linh, danh hài Hoài Linh nhiều lần bị đồn qua đời. Không chỉ nghệ sĩ gạo cội, năm 2015, nhiều người hâm mộ Sơn Tùng MTV hoang mang trước tin anh qua đời vì bệnh nan y. Ca sĩ Phan Đinh Tùng từng viết trên Facebook, sáng sớm ngủ dậy đã được tin báo mình qua đời là sao ta mạng xã hội bùng nổ được cho là nguyên nhân chính của việc tin đồn thất thiệt tin giả thuộc nhiều lĩnh vực cá nhân ngày một lan tỏa trên thế giới ảo với các nghệ sĩ họ là người của công chúng các thông tin xoay quanh vấn đề sức khỏe nói riêng hoặc đời tư luôn thu hút sự tò mò hiếu kỳ của nhiều người trong cuồng quay ấy những tin đồn thiếu chuẩn xác về hoài linh công lý cẩm vân xuân hình quyền linh luôn tạo nên những cơn chấn động trên môi trường mạng hành động lan truyền thông tin sai lệch để nhằm mục đích xấu, cầu tương tác thường xuyên xảy ra với các nghệ sĩ tên tuổi nhằm lợi dụng sự nổi tiếng của họ và niềm tin sự chú ý của khán giả. Trường hợp của nghệ sĩ nhân dân Công Lý và MC Quyền Linh mới đây hoặc nhiều nghệ sĩ trước đó chỉ là sự kế thừa và tiếp nối về fake news trong thế giới mạng. Dù vô hình nhưng đã có những tác động nhất định đến tâm lý đời sống của người nghệ sĩ ở ngoài đời. Một sự thật ai cũng nhận thấy, đến thời điểm hiện tại, chưa trường hợp nào bị xử phạt vì tung tin đồn về việc nghệ sĩ qua đời, dù đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 15 năm 2020, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc phù khống sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cá nhân bị xử phạt bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Thay vì trông chờ ý thức của người dùng mạng xã hội, nên chăng các nghệ sĩ hãy quyết liệt đi đến cùng với một trường hợp tung tin sai sự thật về cái chết để pháp luật được thực thi. Đó cũng là việc làm cần thiết để bảo vệ uy tín sức khỏe tinh thần của người nghệ sĩ, cũng là đòn đánh phủ đầu cho những ai muốn dựa hơi nghệ sĩ nổi tiếng để câu view trên mạng xã hội. Thưa quý vị, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nó có thể đem đến cho chúng ta những tin tức mới nhất cũng như khiến nhiều người bị dính vào những tin đồn thất thiệt không đáng có đặc biệt là với các nghệ sĩ vốn là người của công chúng việc dính vào những tin đồn không đáng có này không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ mà còn khiến dư luận xôn xao làm những người hâm mộ lo lắng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại